Giống như giải bóng chuyền VTV Cup, giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 đang dần trở thành món ăn không thể thiếu của những người yêu xe đạp. Hàng ngày vào mỗi tối thì người yêu truyền hình vẫn luôn chờ đợi các bản tin của Đài truyền Việt Nam để theo dõi các thông tin liên quan tới giải xe đạp. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất trong chặng đua thứ 9 diễn ra trong ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng nhìn những hình ảnh này trên nền ca khúc chính thức của giải đấu, đó là ca khúc Vòng Quay Lan Tỏa. Giày đua VTV Cup vinh quang, xuất phát lướt đi nơi thủ đô, thanh thang đi qua xứ Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những khúc cua, cùng vươn lên giành áo vàng chiến thắng. Hành trình của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tuần Hoa Sen 2017 đã đi qua hơn nửa chặng đường với điểm dừng chân là thành phố Quy Nhơn. Cùng hướng về chặng 10, vòng đua cá nhân tính giờ vòng quanh quảng trường mùng 2 tháng 9. Đón xem chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tuần Hoa Sen 2017 tại Quy Nhơn trực tiếp lúc 8 giờ 15 ngày 12 tháng 9 năm 2017 trên VTV3 và VTV3 HD.